một. 형 시험 언제 끝나? Khi nào anh kết thúc kỳ thi? Hai. 언니 뭐 받았어? Chị nhận gì? Ba. 형 어떻게 떠났어? anh rời đi như thế nào? 4. 형은 왜 떠났어? Tại sao anh rời đi? 5. 누가 시험이 다 끝났어? I kết thúc kỳ thi rồi. 6. 반지 어디 있어? Cái nhẫn ở đâu?